Thưa nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Kha, với giấc mơ siêu thực của họa sĩ Vũ Phong đã từng mới đây cũng đã triển lãm tại Hà Nội và hôm nay là cuộc triển lãm thứ hai. Đây được xem triển lãm của quy mô theo bản định của ông. Theo tôi thì là cái triển lãm này nó là một cái cao trào trong cái sự nghiệp rất là mới của Đinh Quân. Tức là ở Hà Nội thì người ta đã được gặp gỡ Đinh Quân và thấy ở anh có những cái khám phá riêng của mình. Nhưng mà đến đây thì cái giấc mơ sự thực nó được hoàn thiện hơn. Tức là những cái bức tranh khổ lớn này của anh ấy là nó xuất hiện trong này là rất nhanh nhản, và thì tôi thấy là cái đầu tiên là sức lao động thì là nó đã làm cho mình có một cái cảm giác là Đinh Phong hoàn toàn là đang lao động trong một tình trạng hết sức tự do thì mới được như thế. Còn nếu mà lao động mà như người phu đi khuân vác các thứ này nọ thì vẫn chỉ có hữu hạn này, nhưng đây là một sự lao động và nó tiến tới sự vô hạn, thì đấy là một cái điều rất đặc biệt mà tôi thực ra là, tức là trong tôi đến cho đến ngày hôm nay thì tôi vẫn thấy có một cái gì đấy hết sức là bất ngờ đối với Đinh Phong. Thì tôi cho rằng là anh Phong ấy, là anh cái giấc mơ, trong cái giấc mơ của anh ấy, thì anh mơ về rất nhiều các cái địa tầng của cái trái đất này, và anh cảm nhận được cái sự chuyển động ở bên trong cái lòng đất này. Tất cả các sự nó đưa ra thế này thì nó là một cái soi chiếu giữa một cái rất âm thầm và lặng lẽ và kín đáo ở trong lòng đất, thì nó được bật ra ở trong cái bức này. Và đặc biệt là những cái ám ảnh mà tôi rất là thích ở cái chỗ là anh ấy sử dụng hai cái màu mà tôi cho là hình như là nó có một cái duyên anh đi phòng, đấy là màu đen và màu vàng. Hai cái màu đó là nó được thể hiện rất là, có phải chăng là đấy là một cái sự định mệnh mà trong, tức là khi người ta nói giấc mơ thì là thường là người ta quên giấc mơ. Nhưng mà cái giấc mơ của anh Phong ấy, mà nếu mà nói theo cổ học ấy, nó là cái giấc mơ mà được nhớ, giấc mơ được nhớ. Và người ta dùng tên tôi là Kha, tức là một cái giấc mơ nó được nhớ, tức là nó không bị quên đấy. Thì anh chỉ diễn cái giấc mơ ấy mà chỉ có siêu thực mới có thể làm được điều này thôi. Còn nếu như mà tất cả những cái khai thác khác của các thể loại khác của hội họa, của cái thủ pháp khác của hội họa, mà thậm chí là các chủ nghĩa, thì nó vẫn không, nó không chia sẻ được với lại anh Quân. Cho nên là tôi cho rằng là mặc dù là đây là một cái tác giả rất là mới, nhưng mà đôi khi người ta không cần phải mới hay cũ, mà chỉ cần là hay hay không hay, thì Quân đã làm được cái điều đó. Và ở đây tôi không thấy có một bóng dáng nào của một cái người tự học, một người nghiệp dư à. Đấy, nó không phải là những bước chập chững, mà anh Đinh Phong là anh tham gia vào cái cuộc chơi này bằng những bước chạy hết sức là bình thản, nhưng mà đồng thời là hết sức là riêng biệt. Dạ thưa ông, là cuộc triển lãm đầu tiên của họa sĩ Đinh Phong tại Hà Nội, chắc là nhà sĩ của là tôi có đi qua xem, và tôi thấy là chính vì thế tôi có viết một cái bài về anh Đinh Quân, tức là và trong cái vựng tập này thì nó có cái bài của tôi, tức là hội họa Đinh Phong một chín muộn, là cái từ chín muộn rất quan trọng. Chín muộn nó không nghĩa là chín ép, nó không bị chín ép, mà cũng không phải là chín sớm đấy, mà trong một cái thời đại, và điều quan trọng nhất sự tự do. Thưa ông, là cuộc triển lãm đó thì theo ông là để lại những cái ấn tượng, những dấu ấn như thế nào tại thủ đô? Tức là người ta cảm giác là lần đầu tiên có một cái triển lãm mà tác giả này hoàn toàn là xuất thân này, rồi là lại vẽ trừu tượng này, thì đấy là một cái hết sức là hiếm ở Hà Nội đấy. Còn các bậc thầy thì người ta đi thì cái chuyện ấy là mình thấy đương nhiên rồi, nhưng mà đến cái này thì người ta chứng tỏ, tức là cái sức gọi là dai dẳng trong sáng tạo. Ở trong cái tập vựng tập tôi thấy có một cái từ rất hay, tức là sáng tạo không phải là một sáng kiến. Anh Quân không phải là một, anh Phong không phải là một sáng kiến, anh Phong là một sáng tạo. Bởi thế cho nên là tôi có tặng anh Phong mấy cái câu thơ mà nó nói rõ về
chất cái sự tự do của anh Phong, tức là vượt thoát mọi giới hạn. Đinh Phong bay lên cùng những mảng màu. Vâng, theo thì đây là cuộc triển lãm thứ hai, thì ông mong chờ điều gì ở cuộc triển lãm này? Tôi nghĩ rằng là tức là anh Đinh Phong tự nhiên anh đóng góp cho cái lịch sử phát triển của hội họa Việt Nam bằng một cái sự nỗ lực của sáng tạo, để mà ít nhất là ghi nhận lại một cái dấu ấn. Có rất nhiều người làm triển lãm xong thì cũng chỉ là để gọi là trình, gọi là trình làng, gọi là trình diễn để tham quan thứ, nhưng đây là một sự đóng góp. Vâng, với cuộc triển lãm này xong thì rõ ràng sẽ tiếp tục đó là một cái ấn tượng mới ở tại khu vực phía Nam. Vâng. Thì với vai trò là nhà thơ, nhạc sĩ Nhân thì ông tìm kiếm được điều gì ở đây? Tôi chia sẻ với anh Đinh Quân về sự tự do. Chỉ có Đinh Phong về sự tự do. Đấy, tức là chỉ có tự do thì mới cho chúng ta có thể phát huy hết nội lực sáng tạo. Và chính điều ấy là chúng tôi cũng đã làm, và chúng tôi đã có những người bạn đồng hành để chia sẻ những điều này. Xin hỏi một câu cuối. Dạ. Với giấc mơ siêu thực, đó là một cái thế giới siêu thực, một trường phái siêu thực. Thế thì ông có thể cho biết là về cái cảm nhận của mình, liệu có tìm được cái thực trong cái siêu thực của Đinh Phong không? Tức là cái siêu thực này đó chính là sự thực. Đấy. Và tôi rất thích một cái câu của Marquette nói về âm nhạc, thì hội họa của Đinh Phong nó có một cái gì gần giống như thế. Thì ông Marquette nói tức là sự thật của âm nhạc chính là sự huyền ảo, thì hội họa của Đinh Phong cũng phải nói là sự thật của hội họa Đinh Phong chính là sự huyền ảo. Vâng, cảm ơn ông. Ông cho biết đầy đủ tên Nguyễn Thùy Kha, nhà thơ, nhạc sĩ. Nhà sơ, nhạc sĩ. Xin cảm ơn ông ạ.